Độ này nếu mà dân chơi gỗ là sợ nhất cái này này. Sợ độ cong vênh. Thì liên xanh này nó chỉ có đứng ra nếu mà chất lượng nó chỉ sau gõ đỏ này. Nó chỉ sau gõ đỏ. Còn chất lượng của nó đẳng cấp gần bậc nhất châu Phi luôn. Đấy chưa? Kể cả gỗ cẩm xịn, kể cả hương đá, kể cả gì ecopeli, tất cả đinh hương. Sơn nghĩ là chất lượng của ôn xanh này nó vẫn phải thuộc hạng thứ nhì chất lượng về gỗ, được chưa? Nên nếu mà ông nào mà bán gỗ mà cẩm hồng, nhiều ông là ông thấy gỗ cẩm hồng vân nó đẹp, nhiều bác là thấy gỗ cẩm hồng vân nó đẹp hơn, lại cứ nghĩ là đẹp hơn thì nó đắt tiền hơn. Đấy là do không hiểu về cái chất lượng gỗ thôi. Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với video của Sơn. Đúng khá lâu rồi Sơn không có chia sẻ nhiều các cái video thiên về hướng chia sẻ, mà đa số thì làm video quay về vlog, review hay là thỉnh thoảng kết hợp với chia sẻ. Ở trong video này, trong cái đợt mà các bác đang quan tâm đến các cái sản phẩm gần Tết, đặc biệt là quan tâm đến các cái dòng gỗ nguyên khối, và các bác đang đắn đo giữa nhiều cái loại sản phẩm, không biết là đưa ra cái lựa chọn nào hay là mình nên chơi cái dòng gì. Bởi vì dạo gần đây thì ở trên TikTok của Sơn thì cũng có nhiều bác quan tâm hay là có nhiều bác chú ý để chơi các dòng gỗ, bởi vì cái thị trường này nó mới và các bác chưa tìm hiểu nhiều. Thì bác hỏi những cái câu hỏi nó dễ hơn đối với nhiều người, nhưng đối với những người mới thì nó vẫn là khó. Và ngày hôm nay Sơn muốn chia sẻ với các bác về cái câu chuyện đó là vì sao mà chúng ta lại lên chơi gỗ lim xanh. Như các bác đã xem những cái video trước của Sơn ấy, Sơn đã chia sẻ và quay cái quá trình hoàn thiện về cái gỗ xẻ cây gỗ lim. Thì nếu mà bác nào mà đã tìm hiểu rồi thì chắc hẳn cũng không phải giải thích nhiều. Nhưng mà bác nào chưa tìm hiểu gỗ lim bao giờ, hay là đặc biệt các bác ở trong miền Nam không thích chơi gỗ lim, thì mình không hiểu bởi vì tại sao mình lại không chơi gỗ lim. Bởi vì mình chưa biết là cái gỗ lim nó có cái giá trị gì, gỗ lim nó có cái tính năng hay là có cái lợi ích gì đối với chúng ta. Đấy, thì chúng ta mới chọn được, đúng không ạ? Gọi như vì sao mình phải chơi gỗ lim. Thì hôm nay Sơn sẽ chia sẻ với các bác những cái lý do, và các bác sẽ biết được tại sao chúng ta phải chơi gỗ lim. Chi tiết ở trong cái kỹ hơn. Đây là cái tấm gỗ lim xanh các bác ạ. Khi mà các bác chọn mua cây tròn, hay là các bác đi xẻ gỗ, hay là dành cho những người mà làm về gỗ ấy, thì các bác đi mua cây thì các bác để ý thấy cái vỏ gỗ lim này này. Vỏ gỗ lim. Đấy, vỏ gỗ lim nó sẽ hơi đỏ kiểu này. Đấy, hơi đỏ kiểu này. Vỏ nó hơi đỏ kiểu này các bác này. Đấy. Ở trong cây ấy, thì các bác sẽ để ý thấy nó hay có cái kiểu lũa giống như này này. Gỗ lim nó sẽ hay lũa như này. Gần như cây gỗ lim nào nó cũng sẽ có lũa như kiểu này. Đấy. Đấy là cái để mình phân biệt cái gỗ lim cho dành cho các bác mà làm xưởng, làm xẻ thôi. Còn đa số các bác chơi thì mình không có nhìn thấy vỏ bao giờ cả, mình chơi sản phẩm thôi, đúng không? Thì bây giờ Sơn sẽ hướng dẫn cho các bác, những bác mà chơi sản phẩm, dành cho các bác mà sử dụng sản phẩm, làm sao nhân mình phân biệt được nó ở đằng trong này các bác nhá. Bây giờ sẽ đi vào trong này, mình sẽ tìm hiểu bên trong. Đây là cái tấm gỗ lim mà lim xanh các bác ạ. Nếu mà mình chơi gỗ thô ấy, thì các bác để ý thấy khi mà cái gỗ lim mà đã gọi là lim xanh, Sơn đang nói ở đây là gỗ lim chuẩn nhá, lim thương hiệu nhá các bác nhá. Thì chia sẻ nó là lý thuyết một tí, nó là lim thương hiệu, nó là lim Tali, được chưa? Lim Tali là gọi là gỗ lim, nó chính xác là gỗ lim là lim xanh, được chưa? Lim xanh thì nó có thuộc loại gỗ thuộc nhóm 2, người ta gọi là đinh, lim, xến và táo, đúng không ạ? Nó đứng thứ hai sau cái thằng gỗ đinh. Gỗ đinh ấy thì nó thơm, gỗ lim thì nó không thơm, nhưng mà nó gỗ lim là nó tốt thứ hai, chất lượng thứ hai. Nhưng có một cái đặc điểm mà các bác sẽ không bao giờ bị lầm nếu mà mua cái gỗ lim này, đó là xẻ gỗ thô ra phát cái mùn cưa của nó là màu xanh rêu. Mùn cưa của nó màu xanh rêu, nó có thể hơi ngả sang màu vàng một tí, nhưng nó là màu xanh rêu, chắc chắn là lim xanh, được chưa ạ? Còn nếu mà lim ocan, lim vàng ấy, còn thứ hai nếu mà là lim vàng ấy, thì các bác sẽ thấy này, mùn cưa của nó màu vàng như này, không bao giờ chạy đi đâu được, được chưa? Hai dòng này nó không thể giống nhau các bác ạ. Nên các bác chỉ cần một đặc điểm duy nhất thì các bác sẽ không bao giờ bị lầm ở cái điều đấy hết. Đấy là cái phân biệt dễ nhất dành cho các bác. Thứ hai là bây giờ đi vào vân gỗ thì nó khó hơn, bởi vì thằng lim xanh các bác nó không có cái vân nào nó là giống hết, mỗi một cây nó có những cái vân khác nhau luôn. Lim xanh nó cực kỳ nhiều loại vân. Đây ví dụ, đây là một cái dạng vân của gỗ lim xanh, các bác nhìn thấy không ạ? Nó khá giống cẩm hồng. Nếu mà vân của gỗ lim xanh nó rất giống cẩm hồng. Nó có một cái vệt đen này các bác này. Nó có vệt đen này, vệt trắng, vệt đen, vệt trắng, vệt đen, vệt trắng. Nó lại có cái khoang giống y như gỗ cẩm hồng luôn. Cái tấm này ấy, nó giống gỗ cẩm hồng đến khoảng, nếu mà vân này nó giống khoảng 90% giống gỗ cẩm hồng luôn, các bác không phân biệt được luôn. Nếu mà nói về vân,
Mình chỉ có phân biệt bằng cách là các bác để ý thấy là cái mùn cưa ấy nó màu xanh rêu nha. Thứ hai là cái gỗ cẩm hồng ấy nó sẽ có màu mùi bùn. Gỗ cẩm hồng thì nó màu mùi hơi mùi bùn, còn gỗ lim xanh thì nó không có mùi bùn. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất thú vị như này này. Đối với những người không biết ấy thì người ta sẽ bán gỗ lim xanh rẻ bằng gỗ cẩm hồng luôn. Đấy, bằng gỗ cẩm hồng luôn. Nhưng mà đấy là do những người đấy họ không biết giá trị của gỗ lim xanh nó ở đâu. Và những người sử dụng cũng không biết giá trị của gỗ lim xanh. Thứ nhất, gỗ lim xanh này các bác này, nó ít mọt hơn gỗ cẩm hồng gấp 100 lần. Đấy chưa? Nhưng mà xin đính chính lại với các bác ấy là gỗ lim xanh vẫn có mọt, vẫn có mọt. Gỗ nào nó mọt hết ấy. Nhưng mà nó tỷ lệ mọt của nó thấp hơn gỗ cẩm hồng rất nhiều luôn các bác ạ. Gần như nó không có mọt, nhưng mà nếu mà nói là không có thì nó không đúng, bởi vì thỉnh thoảng nó vẫn có. Đấy. Thứ nhất này về cái chất lượng đó là không có mọt, ít mọt. Thứ hai là gỗ thương hiệu thuộc nhóm 2, nhóm gỗ quý hiếm. Rồi. Thứ ba là cái độ mà nứt răm nứt xé là nó gần như không có. Có thì nó vẫn có, bảo không có thì hơi khó, nhưng nó ít. Phơi ngoài nắng, các bác phơi ngoài nắng ngoài mưa thoải mái luôn. Chỉ có lim xanh mới phơi thế này thôi, còn các loại gỗ khác ít khi phơi kiểu này, không dám phơi kiểu này. Đấy. Ba là cái độ mà độ này nếu mà dân chơi gỗ là sợ nhất cái này này. Sợ độ cong vênh. Thì lim xanh này nó chỉ có đứng ra nếu mà chất lượng nó chỉ sau gõ đỏ này. Nó chỉ sau gõ đỏ, còn chất lượng của nó đẳng cấp gần bậc nhất châu Phi luôn. Đấy chưa? Kể cả gỗ cẩm xịn, kể cả hương đá, kể cả gì ecopeli, tất cả bình hương. Sơn nghĩ là chất lượng của gỗ lim xanh này nó vẫn phải thuộc hạng thứ nhì chất lượng về gỗ, được chưa? Nên nếu ông nào mà bán gỗ mà cẩm hồng, nhiều ông là ông thấy gỗ cẩm hồng vân nó đẹp, nhiều bác là thấy gỗ cẩm hồng vân nó đẹp hơn, lại cứ nghĩ là đẹp hơn thì nó đắt tiền hơn. Đấy là do không hiểu về cái chất lượng gỗ thôi. Còn nếu mà ai mà đã biết đã hiểu rồi thì gỗ lim xanh nó phải đắt hơn gỗ cẩm hồng rất nhiều, được chưa? Nếu mà đã hiểu đã biết. Còn nếu mà những người gọi như mới chơi thì sẽ thích dòng cẩm hồng hơn bởi vì vân nó đẹp. Đấy. Còn ai mà chơi càng chuyên sâu càng giỏi thì sẽ biết chất lượng của gỗ lim xanh. Nên là Sơn bán gỗ lim xanh lúc nào phải cao hơn gỗ cẩm hồng, không thể nào giá thấp hơn được, và cao hơn rất nhiều luôn các bác nhá. Đấy là một vài lý do để mà các bác lựa chọn gỗ lim xanh làm cái sản phẩm ở trong nhà của mình. Nhưng có một cái điều như này Sơn xin đính chính lại này. Nhiều bác cho rằng là gỗ lim thì nó có độc. Sơn xin chia sẻ với các bác là không có một cái căn cứ gì hết là gỗ lim có độc. Chưa có một tài liệu nghiên cứu, chưa có một chuyên gia hay nhà bác học hay là tiến sĩ nào luận án gì là gỗ lim có độc cả. Cũng không có nghiên cứu gì, mà nó chỉ là cái phương thức gọi như ngày xưa truyền miệng. Thì cái truyền miệng này Sơn đã nói nhiều lần rồi, Sơn xin nhắc lại đó là gì ạ? Đó là ngày xưa gỗ lim là một loại gỗ rất là quý các bác ạ. Thế nên ấy, là các cụ, các ông ấy là không muốn cho trẻ em này, không muốn cho phụ nữ ngồi lên cái tấm gỗ lim. Nên là các cụ bảo là gỗ lim có độc để cho đỡ ngồi lên. Thì đúng thật là sau khi nói như vậy thì nhiều người không ngồi lên nữa. Thì nó chỉ là cái tư duy thôi, cái niềm tin thôi các bác ạ. Còn Sơn nói thật với các bác, không bao giờ, không thể có chuyện đó. Đấy là Sơn không tin, được chưa? Mà đặc biệt là mình có phủ lên rồi các bác, mình có phủ lớp BU các thứ lên rồi. Đấy thì nó cũng chả có độc đâu. Mà đa số là các bác chơi gỗ thì mình chơi là chơi gỗ thôi, chứ không phải là để nằm gỗ các bác ạ. Nếu mà nằm thì mua giường nằm, chứ còn ai mà chơi nằm, đúng không ạ? Rồi phủ BU lên nữa rồi làm gì có cái chuyện có độc. Sơn cái đầu đấy không thể các bác nhá. Ok, thì video của Sơn xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà các bác nào quan tâm thì có thể là inbox của Sơn quan tâm về gỗ lim xanh, nhưng mà giá của nó thì không có rẻ các bác nhá. Giá là nó giá tầm trung, nhưng mà nó là một dòng thương hiệu cao cấp, khá là cao cấp. Nếu mà nói về gỗ nguyên khối của châu Phi thì nó là khá cao cấp rồi, nó là tầm khá giả đấy các bác ạ. Nó chỉ thua gỗ đỏ là dòng cao cấp và thua gỗ hương đá cũng như thua gỗ cẩm lai thôi. Đấy. Sơn thì rất nhiều gỗ lim xanh các nhá. Hiện tại thì đang tập trung vào gỗ lim xanh rất là nhiều. Nếu bác nào quan tâm đến các dòng lim xanh thì rất là nhiều luôn. Ok. Thì các bác nhớ đăng ký nhá. Xin chào.